Rồi chào mọi người, Happy Friday. Thì hôm nay là ngày thứ sáu, ngày cuối tuần, đúng hẹn lại lên. Thì hôm nay Mẫn có một topic Mẫn muốn present tới tất cả mọi người. Topic này nó nói về probate, là coi như là cái process hay là cái thủ tục mà làm sao mà mình đi go through cái probate để mà mình có thể mình hỗ trợ trong cái vấn đề mà bán nhà. Cái topic này đó thì chủ yếu là sẽ hỗ trợ cho anh chị em nào mà làm về realtor, nhưng mà thực sự nó là một cái topic chung chung, những người nào mà trong gia đình có coi như là có những cái sự cần thiết mà về sự hiểu biết về probate đó, thì cái này cũng cho quý vị luôn chứ không hẳn là chỉ cho realtor không ha. Thì đầu tiên đó, thì chúc quý vị một buổi thứ sáu thiệt là nhỏ bình an vui vẻ ha. Get ready for the weekend. Trước khi mà để bước vào cái livestream mà về cái probate á, thì mình có một cái announcement đó là trong cái nhóm của bất động sản Cali á, thì tới đây thì nhóm sẽ có một buổi bốc thăm, không? Thì quý vị nào mà muốn tham gia bốc thăm thì cứ việc join với lại nhóm, thì hoàn toàn miễn phí ha. Thì cái buổi bốc thăm á là được sự hỗ trợ của một số mạnh thường quân, thì có những cái phần quà coi như là cỡ những cái gift card, thì mình gọi đây là những cái lì xì đầu năm lấy hên. Thì quý vị cứ đông đảo tham gia ha. Ở đây toàn là những anh chị em có lòng với cộng đồng, muốn chia sẻ những cái thông tin tốt, và những mạnh thường quân họ cũng coi như là hỗ trợ để mà có một buổi bốc thăm thật là vui vẻ cho đầu năm ha. Cái ngày bốc thăm đó là ngày 12 vào lúc 7 giờ tối, tức là mùng 1 Tết nha. Thì cái ngày hết hạn mà để quý vị gia nhập á, là ngày vào tối khuya midnight ngày 11 tháng 2 ha. Rồi, without further ado, thì hôm nay á, cái chủ đề của hôm nay đó là nói về cái gọi là cái probate. Ok, thì ở đây là Mận chị nói về cái thủ tục, thấy không? Thì làm sao mà hỗ trợ cho những quý vị nào muốn đăng bán cái nhà mà trong cái tình trạng probate. Thì cái này mình chỉ nói thủ tục thôi, mình không có nói những cái gì liên quan đến luật lệ legal hay là những cái thứ mà cần phải giải quyết trong cái vấn đề này, tại vì những cái vấn đề này thì đều có tòa án với lại church với lại luật sư họ họ phụ trách. Thì còn phần về phần realtor thì họ chỉ hỗ trợ cho quý vị và cho quý vị biết những cái thủ tục cần thiết cần phải làm ha. Thì những điều mà các quý vị nên biết về nhà thừa hưởng di sản nhà cửa khi có người thân trong gia đình mất ha. Thì như mà nói thì đây là cái information đó là chỉ provide cái general understanding về cái topic probate thôi, mà cho cái liên hệ tới cái real estate transaction. Nó không có guarantee là nói về những cái legal advice hay là offer những cái legal advice gì hết. Quý vị mà muốn thì quý vị có thể liên hệ với lại trực tiếp với lại luật sư ha. Ở đây thì Mận sẽ nói tương đối là Mận nói tiếng Anh xong xen kẽ với tiếng Việt. Cái slide deck này nó cũng có phần tiếng Anh và tiếng Việt. Không? Thì khi mình làm xong thì mình sẽ lối cái này lên trên diễn đàn để mọi người cùng tham khảo ha. Nhưng mà nói với tiếng mình muốn hôm nay nói xen kẽ tiếng Anh tiếng Việt đó, tại vì cái này nó liên hệ tới những cái thủ tục pháp lý, không? Thì những cái process thì mình muốn nói tiếng Anh thì cho nó dễ, để mà quý vị cần mà phải tra khảo thêm á, thì quý vị biết làm sao mà tra khảo ha. Probate is a court sentencing process that allows the transfer of decedent's property to the living heirs. To explain it in a real estate fashion, because the homeowner deceased, the court needs to appoint a personal representative to sign a deed in order to transfer property to the buyer. Thì cái này có nghĩa là gì? Cái này có nghĩa đó là khi mà người thân trong gia đình mình, thí dụ mà gia đình mình có cả cha lẫn mẹ mà hai người đều mất hết, thì cái tài sản nhà cửa đó mình phải phân chia như thế nào cho nó hợp lý hợp lệ, thấy không? Thì ở đây thì mình cũng có tòa án, họ sẽ chỉ định ra một người đứng đầu để mà đảm trách cái phần mà cái gọi là thủ tục giấy tờ, để làm sao một cái giấy tờ để mà mua bán nhà. Không, rồi sau đó đó khi mà mua bán xong đó, thì tòa án họ sẽ có những cái bước đi, những cái thủ tục để mà làm sao mà chia cái tài sản đó ra cho những người thân.
Thí dụ mà có di chúc thì họ làm theo di chúc, còn không có di chúc thì họ có những cái phương thức họ làm để mà làm sao chi cho nó đều cho nó đúng ha. Thì Mẫn đây đó là một realtor ở California, chủ yếu hoạt động ở San Diego. Thì Mẫn cũng có cái certify mà về probate với lại trust. Thì những cái gì mà Mẫn học hiểu được thì Mẫn sẽ chia sẻ cùng với lại anh chị em với lại quý vị ha. Thì what does a realtor need to know about the probate process? So first of all, to support the client, guide the client in difficult time, protect client's best interest, ensure transaction success. Advantage, like huge advantage for over who does not know about the probate. And this is also like a future proof for economy downturn. Of course, more opportunity in commissions. Thì như đây anh nói đó là thí dụ mà anh chị em nào mà làm về realtor thì cái này là chủ yếu là mình hỗ trợ cho những người khách mà gặp những cái tình trạng probate. Thì cái thủ tục này tương đối nó rườm rà, mất thời gian. Thành thử những anh chị em nào mà hiểu về cái thủ tục di sản này, thừa kế di sản này đó thì sẽ rất dễ dàng để hỗ trợ cho khách mình ha. Mình không có phải là chỉ có những người khách chỉ là mua bán bình thường, có những người trong short sale cũng có foreclosure, cũng có mà probate, thì một trong cái đó là một trong những cái transaction tương đối nó hơi phức tạp hơn một chút. Thì nói chung là mình muốn bảo vệ cái quyền lợi cho khách không tối đa, và nó là một cái điểm lợi nếu như mà anh chị em nào mà làm về realtor thì anh chị em có được một kiến thức rộng rãi hơn những người không biết về probate ha. Thì ở đây mình chỉ chia sẻ thôi, anh chị em nào mà muốn tìm hiểu thêm thì có thể lên mạng tra khảo thêm ha. Thì như nói cái probate này đó có nghĩa là sao, cái probate này á thực sự trong cái hoàn cảnh nào, trong thời điểm nào, trong cái kinh tế nào nó cũng đều xảy ra hết. Thì thành thử ra thí dụ mà anh chị em biết cái này thì nó cũng là một cái điều tốt. Thí dụ mà trong lúc mà thị trường nó đi xuống, anh chị em cũng vẫn có thể hỗ trợ được khách hàng và có thể kiếm được khách hàng để giúp họ ha. Như nói thì nó cũng là cách để mà mình có thể mình kiếm thêm cái hoa hồng để mà mình phụ trợ cho gia đình hay là cho cái công ăn việc làm của mình ha. Thì tại sao mình phải làm probate? Why probate? Right? Probate happens like when the asset value that's greater than your 166,250. This is a new number, a new ceiling. Produced like back in January 1st, 2020. And this actually ensured that there's a clear title to transfer the property. In the case that probate happened is because there is no living trust. Okay. And also, to pay other encumbrances, pay the creditors, liens, anything that attached to the property. And this is actually, have a really good court protection for the asset, and also helping distributing the proceeds to other rightful heir. Thì như nói đó, cái này tại sao người ta, tại sao lại có cái tình trạng probate? Cái tình trạng probate là khi mà một cái giá trị của một cái asset mà nó lên cao, ok, khoảng chừng 166.000, đóng cái bạn share cái screen nha. Thì khi một cái asset mà nó lên khoảng chừng 166.250 thì bắt đầu từ hồi tháng 1 năm 2020 á, thì cái tổng số này nó được gia tăng lên cỡ như vậy. Và cái này là coi như là nó cái probate process này á là nó hỗ trợ để coi như là có một cái clear title, coi như là cái title ở trong nhà nó không có bị những cái gì đó nó ràng buộc phải không. Và cái probate này nó happen đó là khi mà người cha người mẹ không có để lại một cái living trust nào hết, hay là một cái giấy di chúc nào hết, thì thành thử ra nó cũng có rất là khó khăn trong cái việc mà chia gia sản. Thì thành thử ra cái probate này nó sẽ hỗ trợ trong cái vấn đề đó. Thí dụ mà có những người có nợ trong cái gia sản đó, nó có nợ nhà hay là thiếu những cái tiền tax rồi này nọ, thì cái probate này nó sẽ hỗ trợ để mà bán cái nhà, lấy số tiền đó trả lại cho những người creditor, những nhà băng
là trả cho tax. Và cái probate process này á, là nó coi như là nó bảo vệ cho cái gia đình đó hoặc là cái tài sản đó để làm sao mà làm phân chia cho nó đúng. Và khi mà bán tài sản xong thì những cái số tiền mà coi như là lấy ra được từ cái nhà đó sau khi bán đó thì có thể chia đều ra hoặc là chia theo di chúc để mà cho tới những người thụ hưởng ha. Thì when the probate is not needed, the probate is not needed when there is a living trust, okay, and also when there is a joint tenancy, meaning that if there are two people that actually on the title of the property, and one is deceased and the other still live well, then you really don't need the probate for that. And when this is a community property, title passes to the surviving spouse, except if there is a will. So, which means that that if there's a will, because it's a community property, so it's going to be divided 50-50, the other's partner or spouse can give that that portion to whoever that he or she decide. Okay. So that's why there's no need for the probate, and also when there's community property with right survivorship, survivor spouse retains all the features of the community property, and revocable transfer on death deeds, the listed beneficiary would automatically be entitled to the house. So meaning that when there is the death deed file, then whoever put it on the beneficiary list will be automatically entitled to the property. Spousal petition, with or without will, the surviving spouse or partner may file a spousal property petition to receive the real property. And there are a couple more reasons that you really don't need to probate is when it has that petition. If the asset value is $55,425 or less, or anywhere in between, then you need to file the form DE-310. For the Hextat petition, I don't want to go over that right now. You can Google that and find out more about it. So cái này thì nói là tại sao mình lại có những cái trường hợp ngoại lệ không cần thấy probate. Thì nó là khi mà những người nào mà có cái living trust, okay, đã chuẩn bị sẵn cái living trust cho gia đình, thì mình không cần cái đi qua cái thủ tục probate, mà những cái gì trong cái living trust thì họ có thể execute được ha. Coi như những người mà joint tenancy là những cái người coi như là vợ chồng hay là những người mà đứng tên chung cho cái tài sản, thì khi mà một người mất thì người kia vẫn còn sống thì không cần phải làm probate. Còn thí dụ mà nó là một cái tài sản chung của vợ chồng thì cũng vậy, cái tài sản nó sẽ để chuyển qua cho người người còn sống lại. Nếu mà cái tài sản đó, ví dụ mà hai vợ chồng đó mà có một cái di chúc, một trong hai người có một cái di chúc, thì cái phần nửa của cái tài sản đó sẽ làm theo cái di chúc để mà chuyển đổi qua cho cái người thừa hưởng. Và một cái nữa đó là nói về cái cũng như là tài sản chung, đúng không? Với lại nhưng mà cái tài sản này nó thuộc về cái người sống lại, người còn sống, thì cái những cái đó mà đã cái mà vợ hoặc chồng đã file cái right of survivorship ấy, thì cái tài sản này hoàn toàn nó thuộc về sở hữu của cái người vợ hoặc là chồng còn sống ha. Có một cái đường nó đường lối nó đi khác, đó là làm về cái revocable transfer on death deeds. Thì cái này á là cái khi mà người mà coi như là đứng chủ quyền cái nhà mà họ làm cái đơn từ này, thì những người nào mà được liệt kê ở trong cái danh sách thì đều được thụ hưởng cái gia sản ha, không cần phải qua cái probate. Rồi cái spousal petition có nghĩa là khi mà người còn sống ở lại, vợ hoặc chồng còn sống ở lại, họ có thể họ
file một cái đơn gọi là spousal property petition. Thì khi họ file cái đó đó thì mặc dù là có di chúc hay là không thì họ vẫn được quyền sở hữu cái gia sản đó ha. Thì ở đây nó cũng có thêm vài cái mà có thể hỗ trợ trong cái việc mà nói là mình có cần probate hay không á. Thì một cái là về Hextech petition, đó là một cái vụ kiện tụng cũng về probate. Thì quý vị nên Google online để hiểu cái case này như thế nào, để mà khi mà có trong cái này thì không cần phải đi probate luôn. Những cái gì mà nó giống như cái trong cái này thì quý vị không cần phải đi probate. Và thí dụ mà cái gia sản đó, cái trị giá của nó khoảng chừng 55.425 đồng hoặc ít hơn thì không cần probate. Ok. Nhưng mà cũng có một cái thủ tục quý vị cần phải điền để mà nộp vô tòa án, thì lúc đó mới nói là ok, cái này nó không có đủ cái mức mà để có thể đi theo cái probate thì không cần. Và thí dụ mà nó nằm ở khoảng chừng 55.425 đồng cho tới 166.250, thì miễn là quý vị làm theo cái form DE-30 thì có thể cũng không cần phải theo cái thủ tục probate ha. So the probate process for the real estate professional, okay? This is a process that that is how it's happened. Once that is the decision that we're gonna go into the probate process, okay? So that when all the decedents passed away, okay, then when that happened, right, the first thing first is that make sure that you have a probate attorney who will help you, solving a lot of problems with the that may arise when go through the probate process. One thing that realtor can help, right, in this process is at first to pull a grand deed to confirm the vesting and rule out all the exceptions that I mentioned in the previous slides. Okay, identify the family tree, whom represents the personal representative of their estate, and this is not attorney. Okay, so you need to have a list of all the family members listed out so that they can pick out one person to represent the entire case, okay? And also the person that gonna help out with signing all the documents in the real estate transaction process. And realtor works with the appointed or to be appointed a personal representative of the estate by court who would sign the listing agreement. So the realtor are gonna work with the appointed person by court to help out with the transaction process for the real estate selling. And the realtor just mainly work with the appointed representative throughout the whole process, from listing, preparing the property, appraisal, the whole process all the way to closing the escrow. And and when that happened, and then throughout the process, right, the attorney gonna help out and then gonna help with the filing the petition for the probate, whether you have a will or not. Okay, this is actually good for the agents to know, or the realtors to know. If you keep following the the public notification or newspaper source from the counties, from the city, you will know which property is actually in the probate, right? By this time, the home probably hasn't have any one to help out with the real estate transaction yet. When they filing the petition for probate, that is when it's become available to the public. So, realtor who would like to work on the probate cases, definitely can follow that and find leads, to acquire, listing. And then after that, the judge is going to grant the petition, the petitioner either full authority or limited authority. And I will go over these two topics in the next couple of slides. And then once everything's ready, you're going to have the first court hearing. And when that happened, the information will be available to the public through newspaper. And the first court hearing is actually happening 30 days from the within 30 days from the filing the petition for probate. So
So, cái này cái thủ tục này đó thì nó nói là đơn giản, đó là khi mà gia đình có người mất cái thì bắt đầu họ cần phải kiếm một người luật sư mà chuyên về làm probate, đúng không? Thì người realtor có thể hỗ trợ coi như là kéo cái grand deed để coi thử coi trong cái grand deed đó nó có những ai được quyền coi như là thụ hưởng cái nhà đó. Ok, còn thí dụ mà không có đó thì vẫn tiếp tục đi theo cái thủ tục probate không. Thì cái người realtor thì có thể sẽ từ đó bắt đầu làm việc chung với lại cái người được chỉ định giám sát cái thủ tục probate. Thì trong những cái vấn đề như là mua bán nhà, đăng nhà, nhận offer, đúng không? Và coi như là inspection, appraisal, the whole process, coi như là từ process từ A tới Z ha. Thì khi mà mình file cái petition for probate á, thì mặc dù là có di chúc hay là không thì cái information này nó sẽ available cho public, không là tất cả mọi người trong thành phố đó đều đều có thể biết. Thì những anh chị em nào mà muốn muốn lấy những cái case mà để mà hỗ trợ cho khách hàng mà về cái probate thì có thể theo dõi cái thông tin đó ở trên báo ha. Thì tòa án thì có thể coi như là chỉ định cái probate case này nó là full authority hay là limited authority. Thì cái full authority là cho mình toàn quyền mình coi như là mình execute ok cái probate, hoặc là có những cái nó hơi hạn chế một chút, có những điều có thể làm với những điều không có thể làm. Thì mình cũng sẽ chia sẻ cái này trong những cái slide kế tiếp không. Thì sau khi mà những cái đó đã chuẩn bị xong thì cái ngày đầu tiên mình đi ra tòa thì cái ngày này thì cỡ khoảng chừng 30 ngày sau khi mà mình đã coi như là đệ đơn lên tòa ha. So cái người chánh án đó thì họ sẽ coi những cái thủ tục giấy tờ và họ sẽ coi như là approve order for the probate, like approximately within 2 weeks. And then they will have to follow with filing a bond if the church like think that it's needed. Once the bond is in place, the county clerk the court clerk gonna issue the power. This is a really powerful letters, and there's like a variety of letters. Different cases have different letters. So the letter is a powerful document that a realtor will need in order to close the probate sale. Realtors give the personal representative the legal authority to sign the listing agreement, accept an offer, and close an escrow. And in the next 4 months to notify all the known creditors via the notice to creditors and any government agency. So cái này thì nói là cái thủ tục kế tiếp trong cái vấn đề mà thực thi cái probate process á. Thì tòa án đó thì họ sẽ chọn ra cho mình, ông tòa án sẽ chọn ra cho mình một cái người đứng đầu trong gia đình để mà hỗ trợ trong cái việc mà mua bán nhà. Thì cái này là cái sự chọn này, chọn lựa này của ông tòa đó thì nó sẽ happen trong vòng, nó sẽ xảy ra trong vòng 2 tuần ha. Thì có những cái case đó, có những cái trường hợp á, thì ông tòa ông cần phải thấy là cái mình cần phải mua một cái bond, phải không? Thì lỡ mà có chuyện gì thì cái bond nó cũng có thể nó hỗ trợ. Thì khi mà trong cái trường hợp đó thì khi mà cái bond nó đã được mua rồi, xong rồi đó, thì cái người 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 court clerk ở ở tòa án đó họ sẽ gửi ra một cái gọi là cái letters. Letter này thì nó cũng có nhiều hình dạng, thì tùy theo cái trường hợp của cái case, cái probate đó thì nó sẽ có một cái letter khác nhau. Thì cái letter này á, là nó một cái thư hay là một cái xác minh, một cái đơn xác minh xác nhận. Ok, thì trong cái này nó có list ra những cái người nào là đứng ra hỗ trợ cái việc mà mua bán nhà, có thể hỗ trợ trong cái phần mà ký tên, cái phần mà đăng nhà lên bán, hoặc là những cái phần mà coi như là nhận những offer của người mua. Và coi như là làm chung với lại những người người mà về để mà đóng công ty, mà để mà đóng cái hồ sơ cho cái công việc mua bán. Ở đây mình để cái chữ realtors in bold á, thì có nghĩa là không chỉ là người người môi giới cho bên bán mà cả người môi giới cho bên mua luôn đều có thể
làm việc chung với cái người được chỉ định này ha. Thì 4 tháng kế tiếp á, thì cái thủ tục nó đòi hỏi là phải gửi ra một cái đơn cho những chủ nợ nhà băng hay là những cái văn phòng chính phủ, nói là cái người trong gia đình người mà đứng cái tên cái gia sản này đã mất, đúng không? Thì báo cho họ biết để họ có những thủ tục họ cần phải làm để mà họ gửi lại những cái thông tin về nợ nần, hay là họ có thể họ coi như là họ duyệt lại những cái vấn đề mà về thuế má này nọ trong dính líu tới cái nhà này. And then so the court gonna appoint the California Public Referee, a neutral third party who will evaluate the assets listed on the inventory and appraisal, mainly valuing the house. Realtors must understand that a probate referee's evaluation of the property is merely based on comparables in the neighborhood and also like a driving by. Personal representative is required to file a final petition with the court for final hearing. Once the judge signed the order for the final distribution, the estate can proceed with distribution to the heirs. Excuse me. Thì như nói đây đó thì tòa án đó thì họ sẽ chọn ra một cái người trung gian, ok, trọng tài trung gian để mà là hỗ trợ trong cái việc mà coi như là đánh giá trị của cái nhà. Cái anh chị em mà làm về realtor nên nhớ nha, là cái người người trung gian này, họ khi mà họ đánh giá trị cái nhà thì họ chỉ đánh giá trị trên những cái nhà lân cận, ok, đã bán, đang bán hay là coi như là chuẩn bị bán này nọ, thì họ dựa trên những cái giá trị của những nhà xung quanh, họ chỉ coi như là lái xe ở bên ngoài, họ không có vào trong nhà. Thì thành thử ra thí dụ mà trong nhà đó nó có những cái vấn đề coi như là có thể ảnh hưởng tới cái nhà, hoặc là cái nhà đó nó đã được upgrade rất là nhiều, ok, thì những cái người người trọng tài này họ không biết những cái information đó, thì thành thử ra anh chị em mà làm về realtor thì nên liệt kê những cái gì đó, những cái hại, những cái mà có thể giảm, làm giảm giá trị của cái nhà, cũng như là những cái mà upgrade trong cái nhà, phải không, những cái mà coi như là bỏ thêm vào trong cái nhà, tân trang lại cái nhà, thì các chị cũng nên liệt kê rõ ràng xuống để đưa cho cái người trọng tài này. Thì khi họ thấy những cái đó thì có thể họ sẽ, thí dụ họ họ đánh giá cái nhà này 500 ngàn, nhưng mà họ thấy một cái list mà những cái vấn đề trầm trọng thì có thể họ trừ ra 100 ngàn không chừng, thì cái giá mà cuối cùng mà đưa cho tòa án thì có thể nó chỉ là 400 ngàn thôi. Hoặc là thí dụ mà trong nhà đã có những cái renovation tương đối nó tốn nhiều tiền hơn, thì họ sẽ liệt kê ra cái giá trị của cái renovation đó, thì họ sẽ cộng vô thêm cái tiền nhà, thì có thể cái giá mà cần lúc mà bán thì nó sẽ cao hơn. Thì khi mà mọi thủ tục mà làm xong đó, thì cái người mà đại diện sẽ coi như là làm một cái hồ sơ để mà đi ra tòa án để mà được tòa án duyệt và gặp lại cái lần cuối. Thì khi mà ông chánh án đã coi như là đã duyệt xong và đồng ý tất cả, thì ông sẽ phát thảo ra một cái gọi là order final distribution. Thì cái này nó sẽ coi như là nó là một cái lệnh để nói chia sẻ cái gia sản này như thế nào, bao gồm trả cho những người chủ nợ như theo, đóng thuế như thế nào, và những cái phần còn lại thì có thể chia đều ra cho những người con trong gia đình hay là những người có thụ hưởng ở trong cái di chúc. Thì there are actually two types of authorities, okay, a full authority, which is the one that, you know, realtor, you know, preferred, and that's the limited authority, which is a lengthy process, okay. So for the full authority, actually let me go back one. So cái này thì nói đó là trong cái vấn đề mà giải quyết probate thì nó có hai thể loại, có hai đường lối để mà làm. Một là nó gọi là full authority, là có nghĩa là mình có toàn quyền. Còn hai là nó có limited authority, thì nó có nghĩa là cái này nó có những cái hạn chế, đúng không? Thì cái full authority là những cái mà những quý vị mà coi như là muốn làm cho nhanh gọn lẹ, hay là những người môi giới, thì cái này nó tương đối nó dễ dàng hơn. Ví dụ mà mình đi full authority, còn ví dụ mà mình bị vô cái gọi là limited authority á,
thì nó bị giới hạn rất là nhiều và cái thủ tục nó lâu hơn, phải không? Và nó có những cái bước khác cần phải đi. Nhưng mà tại sao lại có cần phải làm full authority hay là limited authority, mình có thể chọn hay không? Cái lý do đó ai cũng muốn làm full authority hết, nhưng mà khi mà làm giấy tờ chưa có rõ ràng, chưa có chuẩn bị xong á, thì khi mà ra gặp ông tòa đó thì ông tòa ông nói no, you're not ready, thì ông sẽ assign qua limited authority, phải không? Thì lúc đó thì những cái thủ tục pháp lý thì phải đi theo ông tòa hết, ông tòa nói sao làm vậy. Và khi mà mình đã chuẩn bị xong rõ ràng này nọ đó, thì ông tòa nói ok, có thể accept được, có thể cho làm cho full authority. So for the full authorities, realtor can close the escrow within 3 months from the date of probate petition is filed. No court confirmation is required. A minimum of 3% deposit. Once purchase agreement signed, the attorney will issue a notice of proposed action. Escrow needs to close. And they require like three documents: order for probate, letters, and notice of proposed action. And the advantages of the estate, early close, are that because the house is gonna be vacant, some property may be vacant, which gonna invite squatters, vandalism, scammers who pretend to own the property and rent it out, and there are gonna be a lot of problem, down the road, because like when this property is publicly known to a lot of people, you can figure that squad are gonna come, they go gonna occupy the property, damage the property, and scammer, especially scammers, right? They're gonna come and then they're gonna pretend this is their house, resident that nobody there, right? And then they're gonna try to rent it out, collect the the deposit, the month rent, and then the renter coming in and doesn't know, right? So it's it's really crucial that that the property need to be closed as soon as possible. And also one of the thing is that some insurance company, they will not insure a vacant house. Okay, so realtor, this is really important. Okay, you need to reach out to the appointed representative, right, to contact the insurance company and ask them to put a clause in the policy, say that they will insure the vacant property. Okay, make sure that done. Otherwise, when this when they're happening, something happening to the property, they're not gonna pay for it. Okay, so trong cái phương thức mà làm về cái full authority á, thì nó đạt nó cái đây là một cái bước rất là quan trọng và nó rất là có lợi. Là mình có thể mình đóng escrow trong vòng 3 tháng từ khi mà mình file cái probate petition, đúng không? Thì có nghĩa là sao, là khi mà mình file cái probate petition xong á, là mình có thể mình list cái nhà này lên liền. Ok, mình có thể cho tất cả mọi realtor agent biết là cái nhà này không cần phải có court confirm, ok, không cần phải có ông chánh án hay là tòa án đồng ý để mà đóng cái chuyên vụ mua bán nhà, phải không? Thì cái này nó rất là quan trọng khi mà mình có cái full authority á, ok, là mình không có bị giới hạn, mình cứ làm vẫn làm đều đều, nhưng mà cái thời hạn mà đóng escrow là trong vòng 3 tháng, thì nó gần như là nó bằng như cái thời hạn mà mình đã bán một cái nhà bình thường, phải không? Thì vẫn đi theo cái thủ tục đăng nhà lên cho người ta coi, coi như là gãi giá với nhau, bỏ offer vô, accept offer, rồi vô escrow, rồi làm những thủ tục như là inspection, appraisal, rồi đóng. Sau đó là fund. Khi mà fund đó thì cái số tiền fund đó nó sẽ vào một ông chỉ dưới cái sự quản lý của tòa án ha. Thì cái tiền mà deposit đó mà tòa bắt buộc cái người mua phải bỏ xuống là 3% nha. Khi mà cái hợp đồng mua bán nó đã được ký đó, thì người luật sư họ sẽ gửi ra một cái gọi là notice of proposed action. Thì cái này nói là người luật sư nói là ok, là tất cả mọi người trong cái hợp đồng này cần phải làm theo đúng cái điều lệ của hợp đồng và phải xúc tiến tới làm cho nó rõ ràng và nhanh lẹ. Thì
Thì ba một trong ba ngoại ngoại trừ những cái giấy tờ cần thiết mà để đóng escrow á, thì một trong ba cái đơn từ cần rất là quan trọng cần phải có để mà cho escrow company họ đóng á, là cái order for probate letters and notice of proposed action. Ok, như nói là cái order for probate á, thì cái này là cái của ông tòa án, ông chánh án ông đưa ra, và cái letter là những cái mà coi như là giấy tờ đồng ý cho cái người người được quản lý cái thương vụ và bán nhà này ký tên rồi này nọ, thì họ nói rõ trong đó. Và cái nữa đó là cái của luật sư, đúng không, là cái notice of proposed action, là tất cả mọi người phải làm theo cái chỉ định của cái đó. Thì một trong những cái điều mà rất là quan trọng mà khi mà trong cái giai đoạn bán nhà đó, là có nhiều nhà nó có thể lên nhà trống nha. Thì khi mà nhà trống á, mà khi mà mình bắt đầu mình ra tòa, thì cái những cái thông tin đó nó được đưa đến công chúng, thì ai cũng biết cái nhà đó là nhà trống. Ok, hoặc là không, có thể họ không có biết cái nhà đó, cũng chưa có nói là cái nhà đó là nhà trống, nhưng mà họ biết cái nhà đó là trong cái process mà probate, thì họ có thể họ tới họ tìm hiểu, và thí dụ mà họ thấy cái nhà đó trống thì họ có thể họ chui vào làm liền, họ ở trong đó luôn, thì mình sẽ tạo một cái vấn đề lớn cho mình. Hoặc là họ tới đó họ quậy phá banh cái nhà mình, thì cái là một vấn đề rất là quan trọng. Hoặc là những cái người mà cái như lừa gạt, họ biết là cái nhà này trống, bắt đầu họ đăng lên mạng, họ lên Craigslist, Facebook, họ đăng quảng cáo, họ nói ok tôi cho mướn cái nhà này, thì những người renter họ tới mướn, thì những người này chắc chắn họ có cách để nào đó họ mở được cái nhà, họ đi vô trong và cho người renter họ họ coi. Thì khi người renter đưa tiền này nọ, đóng tiền cọc rồi đưa tiền tháng đầu tiên rồi này nọ, cái họ chui mất tiêu, thế là người renter không biết là cái gì hết, mà cái nhà đó là phải là của cái mấy người lừa gạt đó, người renter này cũng không có cái cách nào, đành phải bị mất tiền. Thì rất là quan trọng ha. Và cũng một nói một điều luôn, là những anh chị em làm về môi giới hay là realtor á, thì cũng nên nộp báo cho cái người được coi như là giám định cái thủ tục này biết á, là cần phải báo cho hãng bảo hiểm và kêu họ nói là cái nhà này nó bị trống, và bắt buộc họ bỏ một cái dòng chữ ở trong đó nói là họ cũng coi như là bạn, cũng coi như là bảo vệ khi mà cái nhà nó trống ha. So for the limited authority, the order for the probate and letter still the same, right? You need to have that. The personal representative has limited authority and no, and it's going to take a little bit longer time. The sale price of the property must be within 90% of what the probate referee values the house. So meaning that for the full authority, you don't need that 90%. Okay, you can sell more or you can sell less. Okay, but for the limited authority, whatever the probate referee say, you can only sell within that range, 90% or more. Okay, you cannot sell less than that. Okay, court requires the notice of sale of real property be published in local newspaper in the county where the property is located at least 3 times over a period of, you know, less than 10 days. Initial deposit for limited authority cases is 10%, not 3%, okay? Buyer needs to clear all contingencies except for the contingency of court confirmation, okay? Same, you know, same with you know, regular, you know, home selling and purchasing, but now you need to have the contingency for the court confirmation. So cái này á, khi mình nói mà về cái limited authority á, thì mình cũng vẫn vậy, mình vẫn cần phải có cái order for the probate and letters, okay? Cái người mà được chỉ định á, thì có cái quyền hạn nó hơi giới hạn so với cái full authority ha, và cái thủ tục thì tương đối nó sẽ take longer time hơn, okay? Khi mà cái bán cái nhà này trong cái limited authority á, thì mình phải bán 90% hoặc cao hơn. Ok, based trên cái giá định của cái người giám định thứ ba. Ok, mình không có thể bán dưới 90%. Ví dụ mà đi mình trong cái vấn đề mà làm full authority á, thì mình có thể mình bán nhậu trên hoặc dưới 90% vẫn được. Ok. Thì khi mà làm ở trong cái limited authority này á, thì ông ra tòa án đó họ cần đòi hỏi một cái đơn từ, nó gọi là notice of sale of real property, đăng ở trên cái những cái tờ báo địa phương, ok,
và coi như là phải đăng ít nhất là 3 lần trong 10 ngày. Thì ngoài ra đó, cái tiền cọc của cái trong cái limited authority á, là ít nhất là 10%, không phải là 3% nha, 3% là trong cái full authority. Cái này đó là đòi hỏi tới 10% lận. Và người mua cần phải đồng ý, coi như là phải duyệt qua những cái điều lệ cam kết, cái okay, như là inspection, appraisal, loan rồi này nọ, ok, tất cả mọi thứ đều phải clear hết, ok, tất cả mọi thứ đều phải thông qua hết. Và sau đó đó chỉ có thể còn một cái điều lệ kèm đó là phải để tòa án họ chấp nhận, chấp thuận, ok, và họ coi như là confirm là cái này nó được go through, ok. So cái khác biệt giữa cái limited với lại cái full authority á, bên cái full authority á thì mình không cần phải có tòa án họ chấp nhận, không cần. Nhưng mà khi mà làm về cái limited authority á thì mình cần phải có cái sự chấp thuận của đồng thuận của cái ông tòa ha. Và cái limited authority á nó cũng có một cái nữa là okay, so once all contingency are clear, the probate attorney will prepare and file the report of sales and petition for order. Okay, and also confirming sale of real property. And there's a process that need to be followed, you know, toward the end of the transaction is, you know, to allow the final overbid process. And whoever, you know, participating in this process need to have at least, you know, 10% deposit, non-refundable, if that person is actually got accepted. And for example, let's say if the original bid is like, you know, $526,000, 10% of the first 10,000, okay, of the original bid is 10,000, okay, and the 5% of original bid minus 10,000, okay, 5% of that, so that's gonna be, you know, 25,800. You add those thing up. Okay, and then it's gonna turn out to be, you know, 26,800, and then you add that to the original bid, okay, and then that will be the minimum overbid, and that's when the bidder are gonna come in and then just keep bidding on that starting bid of, you know, $552,800. Okay, so once the sale is confirmed, the judge will sign an order confirming sale of real property and awarding the real property to the highest bidder. So có một trong cái thủ tục ở khi mà trong làm trong cái limited authority á, là tất cả mọi cái điều kiện là phải coi như là phải vượt qua xong và đã rút ra khỏi cái hợp đồng của bán nhà ha. Và lúc đó đó thì người luật sư sẽ file một cái gọi là report of sale and petition for order. Và cái này là họ cũng phải cần phải ok, và coi như là cũng phải làm thêm một cái gọi là confirming sale of property nữa. Ok, thì có một cái thủ tục khi mà gần cuối cái thương vụ mua bán nhà này đó, thì nó có một cái thủ tục nó gọi là họ cần phải đăng cái này để coi có những ai đó muốn đấu giá cái nhà này hay không. Thí dụ mà anh chị em nào mà mua cái nhà này và cái giá mình đã bỏ ra là 526 ngàn, ok, thì cái phần đấu giá này đó nó cần phải cộng thêm một cái, đó là họ họ sẽ lấy 10% của cái 10.000, ok, là 1.000, và sẽ họ sẽ lấy 5% của cái tổng số 526.000 đó trừ cho 10.000 ra và lấy 5% của cái đó thì cái đó là 25.800. Khi mà mình cộng hai con số này lại thì mình sẽ được là 26.800. Thì 26.800 này đó là cái số tiền trên cái số tiền mà cái người offer cái nhà này được nhận offer. Thì thành thử ra đó thì ví dụ mà cái giá mà người nhận offer là 526.000 á, thì cộng thêm 26.800 này nó sẽ lên là cái khởi điểm của cái đấu giá là 552.800. Ví dụ mà trong cái vấn đề mà đấu giá cái nhà này không có ai đấu giá đó, thì cái người được nhận offer 526.000 vẫn sẽ có thể mua được cái giá 506.000. Mà thí dụ có ai đó họ muốn đấu cái giá này lên cao hơn, ok, khởi điểm ở 552.800, thì cái nhà này rốt cuộc nó có thể nó sẽ bán cao hơn cái giá đó, đúng không?
Và cái những như nó là những cái thủ tục mà đấu giá này đều có thể coi như là quảng cáo ở trong cái địa phương ha. Thì khi mà cái thương vụ mà mua bán nhà này xong á, thì ông tòa án ông sẽ coi như là ông xác nhận, và coi như là cái nhà này nó sẽ được bán cho cái người mà đấu giá cao nhất ha. Ok, có một cái điều này thì anh chị em làm realtor môi giới nhà hay là những người đứng ra mà giải quyết cái vấn đề phô bếp nhà này đó, thì cái commission mà cần phải trả cho realtor á, ok, là tổng cộng ví dụ mà làm trong cái vấn đề mà full authority á, thì là 6% ha, nhưng mà làm trong cái limited authority đó là 5% commission. Thì cái đó là những cái thông tin ở đây Mận muốn truyền đạt tới mọi người. Thì như nói đó thì cái thủ tục pháp lý này á, là nó tương đối nó mặc dầu nó rườm rà, ok, nó mất thời gian, nó có những thủ tục cần phải làm theo, ok, nhưng mà nó cũng ví dụ mà mình làm đúng, ok, anh chị em mà làm realtor có thể hỗ trợ, có thể chỉ dạy, có thể truyền đạt những cái bước làm này cho tới cái gia đình, ok, hoặc là cái người mà được được bổ nhiệm để mà quan sát cái vấn đề mà để mà quan sát cái vấn đề mà mua bán nhà rồi này nọ, thì họ hiểu rõ hơn thì sẽ họ sẽ biết nhiều hơn. Thì anh chị em cũng cái vấn đề này thực sự nó hơi mới so với một số anh chị em nào mà mới vô nghề. Nhưng mà nó thực sự nó không khó, nó không khó, miễn là mình làm đúng theo thủ tục thôi. Chẳng hạn hôm qua mình cũng có mở cái listing ra mình coi, thì cũng có một cái nhà nó nằm ở trong khu bếp, mình cũng thấy họ đang trong khu bếp không, thì họ cũng nói là cái nhà đó có thể là nó là full authority, nó để rõ ràng là nó không cần court confirmation không. Thì ví dụ mà anh chị gặp những cái listing như vậy, anh chị đừng có bỏ chạy, thực sự nó là một cái good deal. Ok, có nhiều người bỏ chạy thì hay, người ta bỏ chạy hết thì mình nhào vô mình lấy cái deal đó rồi mình hỗ trợ cho cái người khách mua thôi. Ví dụ cái người khách mua của mình họ không có quan ngại về cái thời gian. Ok, thì trung bình đó là khi mà làm full authority á, thì nó cũng mất cỡ khoảng chừng độ 3 tháng thôi, trong vòng 3 tháng thôi chứ cũng không có lâu hơn. Đúng không? Thì khi mà có những cái vị khách hàng nào mà họ họ cần sự giúp đỡ mình thì mình cứ welcome, mình cứ cứ hỗ trợ cho họ. Ok, mặc dầu nhưng mà anh chị em nào mà không biết, mà anh chị em nào mà làm ở trong những cái broker mà có đầy đủ tài liệu, có đầy đủ cái chỉ dẫn, cũng như có đầy đủ cái những người mentor, thì cứ cứ nhận rồi mình vô đó mình kiếm những người mentor đó họ hỗ trợ cho mình, thấy không? Thì nói chung á, là về cái thủ tục mà về mà di sản này á, tương đối nó không khó, ok, nó không khó. Nó chỉ là miễn là làm sao mà mình làm cho nó đúng thì thôi. Thì nó có những cái ngày tháng, những cái đơn từ cần phải làm, phải cần phải coi như là follow theo, ok, thì để mà chứng thực cái di chúc đó. Thì như nói đó, có chín điều mà mình có thể mình tránh, mình không cần phải vô phô biết, là miễn là thí dụ mình có living trust rồi này nọ. Ở đây thì mình không có go over cái living trust, đúng không? Nhưng mà thí dụ mà anh chị em nào thực sự mà trong gia đình đang có một căn nhà, thì cũng nên suy nghĩ đến cái vấn đề là bỏ cái nhà của mình vào trong cái living trust ha. Trong cái hashtag petition đó thì mình muốn nói sơ qua thôi, mà không có muốn đi chuyên sâu vào cái này. Anh chị em có thể lên online để mà làm research ha. Thì nói chung đó là thí dụ mà trong cái living trust đi, và lỡ mà cái nhà đó mình refinance, cái nhà đó tự nhiên nó rớt ra khỏi cái living trust, mà mình không có làm cái poor over will để mình bỏ để mình bảo vệ cái nhà đó, thì cái nhà đó hoàn toàn nó nằm ở ngoài. Thì khi mà nó nằm ở ngoài như vậy, nó không có nằm trong cái living trust đó, thì bắt buộc phải đi theo cái thủ tục probate, đúng không? Thì nói chung á, làm cái gì cũng vậy, mình nên nên chuẩn bị trước, ok, làm một cái living trust trước để bảo vệ cho gia đình của mình. Thì mặc dù ví dụ mà hai vợ chồng đây mà mình làm cái living trust, thì thực sự cái người thừa hưởng đó là cái người người còn sống, thí dụ một người đã qua đời, đúng không? Nhưng mà
khi mà hai người đã qua đời hết mà không có living trust á, thì bắt buộc tòa án nó sẽ coi như là cần phải chủ trì cái vấn đề mà chia tài sản mua bán với lại trả nợ cho cái căn nhà còn lại. Ok, thì cái đó coi như là nó kết thúc cái phần mà nói về thủ tục chia gia sản, phải không? Rồi, qua sự hỗ trợ của tòa án và luật sư, thì cái mặc dù như mà nói là cái này là cái thông tin cho anh chị em làm về môi giới real estate, nhưng mà nó cũng hỗ trợ được cho những người khách hàng, ví dụ họ có quý vị nào mà không có rõ đó cái thủ tục này, thì trong cái phần mà gia đình đang có những cái chuyện không vui và lại phải tranh chấp cái tài sản này thì nó rất là mệt mỏi. Thì thành thử ra đó thì quý vị cứ liên hệ với lại những người agent, những người realtor, những người môi giới để họ hỗ trợ cho quý vị ha. Đừng có ngại, ví dụ mà cứ chào họ có question gì thì họ sẽ trả lời hết cho quý vị. Thì cho đây Mẫn xin kết thúc cái buổi trò chuyện hôm nay ha. Thí dụ mà anh chị em nào mà có hay là quý vị nào mà có câu hỏi thì cứ vui lòng vào diễn đàn đánh lên thì Mẫn sẽ rất là vui lòng để Mẫn trả lời tất cả mọi câu hỏi, mọi vấn đề. Rồi chúc mọi người một buổi thứ sáu thật vui vẻ và một ngày một cuối tuần thật là hạnh phúc bên gia đình nha. Be safe. Bye bye.